Mến chào quý cô chú và anh chị trở lại kênh LTK Bonsai. Hôm nay trở về nhà vườn của Bích Nhung ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Quý cô chú anh chị, số điện thoại bên nhà vườn của em là 0334270232 quý cô chú anh chị. Hôm nay em về vườn bông giấy của mình ha, cho nên là hoạt cảnh nó hơi khác khác ở tại shop chút xíu nha quý cô chú anh chị. Thì em cũng có một số phôi giấy hôm nay, đặc biệt là em chỉ quay phôi giấy thôi nha quý cô chú anh chị. Thì có một số phôi rất là khủng ha. Rất mong quý cô chú anh chị mình xem và ủng hộ nhà vườn của Bích Nhung ha quý cô chú anh chị. Đầu tiên là một cây phôi giấy ha, cây phôi giấy Mỹ Rin. Cây thì đã được lợp tàn, đi dây cho mình ha, điểm dây cho mình rồi ha quý cô chú anh chị. Cây rất là già nha. Mã số 1 là một cây phôi giấy Mỹ Rin, cây được đi dây rồi, điểm dây rồi ha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 60. Tán của cây là được 62. Cây rất là quái nha quý cô chú anh chị. Hoành cổ của cây là được 23. Hoành cổ nhỏ là được 23 nha. Cây cũ rất là đặc nha quý cô chú anh chị. Sắn ha. Hoành cổ của cây là được nó sập thước quý cô chú ơi. Hoành cổ của cây là được 55 nha quý cô chú anh chị. Hoành cổ là được 55. Cũ rất là đặc nha, bề cũ rất là đặc. Cây quái nha. Cây này gì chỉ chờ ra bông là chơi thôi quý cô chú ơi. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng bao phí vận chuyển nha. Cây đi thì cây này, cây có tai cành này em sẽ để nguyên chậu cho mình nha quý cô chú anh chị. 1.200.000 đồng cho mã số 1 cho cây phôi giấy Mỹ Rin ha. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 cũng là một cây phôi giấy Mỹ Rin ha. Cây rất là khủng nha quý cô chú anh chị. Cũ thì cũ đặc hết ha. Chiều cao của cây là được 48. Hoành eo ở vị trí này là được 26. Cũ rất là đặc nha quý cô chú. Hoành cổ của cây là được 56. Được 56 ha. Sổ của cây là được 30. Này nó còn sâu xuống dưới một khúc nữa nha. Cũ rất là đặc nha quý cô chú anh chị. Mã số 2 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng bao phí vận chuyển ha. Cây phôi này thì em sẽ rút chậu bó bầu cho mình nha quý cô chú anh chị. Tại vì là cây phôi cho nên là mình cũng không có cần giữ tay cạnh không ha. Em sẽ bó mút chống chày cho mình thôi. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cây phôi giấy Mỹ Rin được ghép 3 màu nha. Cây này được ghép 3 màu, là trong đó là có dưa hấu ha. Và màu trắng ha. Màu trắng và một màu dưa hấu ha. Tổng cộng là có 3 màu. Một cái bệ cũng, một cái củ cũng rất là đặc nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 68. Hoành eo của cây là được 33. Hoành eo là được 33 nha. Củ đặc của cây là được 72 luôn quý cô chú ơi. Mã số 3 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng bao phí vận chuyển. Cây này đi thì em sẽ giữ nguyên cái chậu cho mình. Tại vì cây thì có ghép rồi cho nên là đi để giữ bo, thành ra để nguyên cái chậu ha. Mã số 3 này là 1.200.000 đồng bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. Tấn công vô đại đi, sợ gì đâu mà né hoài. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cây phôi giấy Mỹ Rin luôn nha quý cô chú anh chị. Cây rất là già nha quý cô chú. Những cái hàng này là hàng siêu tầm ha. Không phải là hàng công hàng trồng công nghiệp ha. Chiều cao của cây là được 78. Hoành cổ của cây là được 41. Đây nó có một cái cần rất là dễ thương ha. Từ đây đổ ra cái cần này là được 67 nha. Cũ của cây là được 60. Hoành cũ đặc của cây là được 60. Mã số 4 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.500.000 đồng bao phí vận chuyển nha. Cây rất là có duyên cây ha quý cô chú anh chị. Một cái cần ha.
Rồi, mã số 4 là 1 triệu 500 ngàn đồng phôi giấy Mỹ Riêng nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 5 là một cây phôi giấy Mỹ Riêng luôn ha. Cây hàng rất là khủng nha quý cô chú. Hôm nay em lên có một số hàng cũng to to ha cho quý cô chú mình. Hàng sưu tầm nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 62. Hoành cổ của cây là được 38. Hoành cổ của cây là được 75 nha quý cô chú anh chị. 75. Mã số 5 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu 500 ngàn đồng. 1 triệu 500 ngàn đồng bao phí vận chuyển luôn nha quý cô chú anh chị. 1 triệu 500 ngàn đồng cho mã số 5 cho cây phôi giấy Mỹ Riêng luôn ha. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây phôi giấy Mỹ Riêng luôn nha quý cô chú anh chị. Cây những cái hàng này thì mình cũng đáng sưu tầm nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 86. Em đo ngay dĩa eo nhỏ này là được 31 nha. Được 31. Củ của cây là được 69 nha quý cô chú anh chị. Củ đặc ha. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu 500 ngàn đồng bao phí vận chuyển nha. Cây không có một lũa gì hết nha quý cô chú anh chị. Cây rất là già nha. Cây có lỗi thì em sẽ báo lỗi cho mình nha. Tiếp theo một cây cũng rất là khủng luôn quý cô chú ơi. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 cũng là một cây phôi giấy Mỹ Riêng luôn nha. Chiều cao của cây là được 95. Hoành cổ của cây là được 41. Đó cái cũ trên này đi, cái cũ ở trên đây là được 66 nha quý cô chú anh chị. Cũ trên đó là 66 à. Em đo tổng như thế này là được 97 luôn nha quý cô chú anh chị. Tổng hết là trên đây xuống đây là được 97 ha. Rất là to nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng em bao phí vận chuyển nha. 2 triệu đồng cho mã số 7 là cây phôi giấy Mỹ Riêng. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là cũng là một cây phôi giấy Mỹ Riêng luôn nha quý cô chú anh chị. Đây có một củ bể rất là đặc nha. Chiều cao của cây là được 1m08. Hoành eo ở vị trí này là được 38. Một nguyên một cái củ tròn vo luôn quý cô chú ơi. Cái củ của cây là được 62. Hai của tay em mà cỡ 4 tay em nó mới dép ha. Cho cái tay của em nó nhỏ. Rồi mã số 8 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu 200 ngàn đồng. 1 triệu 200 ngàn đồng cho mã số 8 cây phôi giấy Mỹ Riêng luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cây phôi giấy Mỹ Riêng được ghép 3 màu nha. Một màu dưa hấu và một màu trắng. Với một màu tiểu Ấn Độ ha. Tiểu Ấn Độ. Cái mặt hoa tiểu Ấn Độ thì nó rất là đẹp ha. Nó cũng xuyên hoa. Chiều cao của cây là được 32. Cổ này nó quái quá cô chú ơi, dính lẹo vô đây luôn rồi. Trời ơi. Eo nhỏ này là được 26 nha quý cô chú anh chị. Củ này là được 58 nha quý cô chú. Được 58 cái củ này ha. Rồi mã số 9 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 600 ngàn đồng. 600 ngàn đồng bao phí vận chuyển cây này đi. Em sẽ để nguyên cái chậu cho mình để giữ bo ha. Để giữ nguyên cái bo ghép cho mình nha. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 cũng là một cây phôi giấy Mỹ ha.
Cây này thì ghép cũng ba màu rồi ha quý cô chú anh chị, cũng là tiểu Ấn Độ màu trắng và màu dưa hấu ha. Cây này nó có một cái ở đây là cái này là cái ghim hồi xưa của cái cây nha, chứ không phải một lũa gì hết nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 65. Hoành eo của cây là được 23. Hoành cũ của cây là được 49 nha. Mã số 10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 đồng bao phí vận chuyển nha. Những cái cây này nó ra tà tược dày lên rồi là nó rất là đẹp quý cô chú ơi. Cây rất là già ha. Rồi tiếp theo mã số 11, mã số 11 cũng là một cây phôi giấy Mỹ Rin ghép 3 màu ha, có một cái tông trực rất là đẹp ha. Cây rất là lớn nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 63. Hoành eo của cây là được 35. Hoành cổ của cây là ở vị trí như thế này là được 35 nha. Đế sổ rất là cao ha. Đế sổ được 45 luôn quý cô chú ơi. Hoành cũ của cây là được 49 nha. Hoành cũ của cây là được 49. Cây này thì em cũng đã ghép 3 màu ha. Một Ấn Độ và một trắng với một dưa hấu nha quý cô chú anh chị. 3 màu. Mã số 11 này em cũng xin giao lưu là 900.000 đồng bao phí vận chuyển nha. Tiếp theo mã số 12, mã số 12 cũng là một cây phôi giấy Mỹ Rin, cây này có một rễ nha quý cô chú anh chị. Một thân một rễ ha. Một rễ sắn rất là đẹp ha. Chiều cao của cây là được 64. Hoành eo của cây là được 30. Do một rễ ha, một rễ quá. Cây này thì em cũng đã ghép 3 màu cho mình ha, tiểu Ấn Độ màu trắng và màu dưa hấu nha quý cô chú anh chị. Mã số 12 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 900.000 đồng bao phí vận chuyển nha. 900.000 đồng bao phí vận chuyển cho mã số 12. Tiếp theo mã số 13, mã số 13 là một cây phôi giấy Mỹ Rin ghép 3 màu luôn nha quý cô chú anh chị. Tiểu Ấn Độ màu trắng và dưa hấu ha. Dưa hấu đỏ nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 40. Này nó có cái chân ở trước ha. Một cái cọng rễ ở trước rất là xinh ha, rất là hay. Hoành cổ của cây là được 23. Cũng sắn luôn quý cô chú ơi. Cũ ở vị trí này là em đo là được 52 nha. Cũ như thế này em đo là được 59. Đế sổ nó cũng rất là dễ thương ha, dày đặc. Sổ đế là được 58. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 900.000 đồng bao phí vận chuyển nha. 900.000 đồng cho mã số 13 cây phôi giấy Mỹ ghép 3 màu. Tiếp theo mã số 14, mã số 14 là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu nha. Cây này thì nó có 3 màu lửa, một màu tím tuyết và một màu trắng nha quý cô chú anh chị. Trên cây hiện thời là có 5 màu nha. Chiều cao của cây là được 95. Tán ngang của cây là được 78. Hoành cổ của cây là được 20. Đế sổ cũng rất là đặc ha. Đế sổ của cây là được 33. Mã số 14 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 đồng bao phí vận chuyển ha. Cây này đi thì có thể nó sẽ bị rụng bông và rụng lá nhưng không ảnh hưởng cây nha quý cô chú anh chị. Cây thì nhà vườn sẽ bao sống cho mình nha. Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là một cây phôi giấy Mỹ ghép. Cái cây này thì ghép 3 màu nha quý cô chú anh chị. Cây này 3 màu là tím Pháp, dưa hấu và hồng gân ha. Cây này có 3 màu. Chiều cao của cây là được 89. Tán ngang của cây là được 80. Hoành eo ở vị trí này là được 22. Đế sổ cũng rất là đặc ha. Cây này già cây. Mã số 15 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500.000 đồng bao phí vận chuyển luôn nha quý cô chú anh chị. Cây đi thì em sẽ đóng luôn cái chậu nhưng mà trong quá trình đi cái chậu mũ này thì có thể nó bể, quý cô chú nào ấy thì cũng thông cảm giùm nhà vườn nha. 500.000 cho mã số 15. Tiếp theo mã số 16, mã số 16 là 5 màu nha quý cô chú anh chị. Là trong đó là có 3 màu lửa ha, một màu tím và một màu trắng nha. Cây này nó có thêm màu tím Pháp nữa quý cô chú ơi.
Là cây này là có 5 màu ha. Mình bao 5 màu cho mình nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 1m05. Tán ngang là được 70. Hoành cổ của cây là được 18. Đế sổ là được 33. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là cây ngũ sắc là 5 màu ha. 500 ngàn đồng cho ba mã số 16. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17 là cũng có 5 màu luôn nha quý cô chú anh chị. Trong đó là một màu đỏ lửa, một màu tím tím pháp và một màu tím tuyết, một màu trắng. Hiện thời là cây này có 4 màu quý cô chú ơi. Em báo mình 4 màu đi ha. Nó lên đủ màu không rồi em bao mình 4 màu đi. Em hiện tại nó lên 4 màu thì em báo 4 màu nha. Chiều cao của cây là được 95. Tán ngang của cây là được 73. Cây này cái đế nó sổ dài ha. Quá nha. Hoành của cây là được 18. Đế sổ cao nha quý cô chú. Đế sổ nó 42. Mã số 18 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn đồng bao phí vận chuyển ha. 500 ngàn đồng cho mã số 17. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 nó có 3 màu dưa hấu và hồng gân và tím pháp ha. Gốc Mỹ ghép 3 màu. Chiều cao của cây là được 97. Tán ngang của cây là 74. Hoành eo ở vị trí này là được 18. Đế sổ rất là cao nha. Đế sổ được 45 luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 18 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn đồng bao phí vận chuyển nha. Cây đi thì rụng lá, rụng bông thì thông cảm giùm nhà vườn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 cũng là một cây 5 màu nha quý cô chú anh chị. Đây nó có cam lửa, tím lửa, trắng và tím pháp, tím tuyết. Tổng cộng ở đây có 5 màu trên cây ha. Chiều cao của cây là được 92. Tán ngang của cây là được 67. Cây này một rễ quá ha. Hoành thân của cây này là được 15. Mã số 19 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn đồng bao phí vận chuyển nha. 500 ngàn đồng cho mã số 19. Tiếp theo mã số 20. 20 cũng là một cây phôi giấy Mỹ ghép 5 màu. Cây này có cam lửa, đỏ lửa, tím tuyết, tím pháp và màu trắng nha. Hiện thời là 5 màu trên cây rồi ha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 1m. Tán ngang của cây là được 68. Hoành của cây là được 15 ha. Đế thì rất là quái ha, già. Mã số 20 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn đồng bao phí vận chuyển luôn. 500 ngàn đồng cho mã số 20. Tiếp theo mã số 21. 21 là nó có 3 màu nha quý cô chú anh chị. 3 màu lửa nha. Tím lửa, đỏ lửa và cam lửa. 3 màu lửa là màu mã số 21 có 3 màu cam lửa, màu đỏ lửa nha. Đỏ lửa, cam lửa và tím lửa. Chiều cao của cây là được 82. Tán ngang của cây là được 57. Hoành ở vị trí này em đo là được 20 nha quý cô chú anh chị. Thì nó có một cái rễ sắn ha. Mã số 20 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn đồng bao phí vận chuyển. 500 ngàn đồng cho mã số 21. Tiếp theo mã số 22 là cây mini nha. Em lên hàng mini cho mình nha quý cô chú anh chị. Mini là một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Chiều cao là được 56. Tán ngang là được 53. Hoành là được 12. Mã số 22 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000, 250.000 bao phí vận chuyển cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 23, 23 trên này là nó có 2 màu ha. Hiện thời là nó có 2 màu. Màu trắng nha mà là màu dưa hấu nha quý cô chú. Nó còn một màu tím pháp nữa chưa ra, là cây này nó có 3 màu nha quý cô chú. Chiều cao của cây là 55. Tán ngang của cây là được 43. Hoành thân của cây là được 16. Mã số 23 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000, 250.000 bao phí vận chuyển cho mình nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 24. 24 này cây này nó có 2 màu nha quý cô chú anh chị, dưa hấu và trắng nha. Ủa xin lỗi.
màu tím bướm, tím bướm, dưa hấu và trắng. Cây này có 3 màu nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 58, tán ngang của cây là được 52, hoành cổ của cây là được 14. Cây cũng rất là già nha quý cô chú. Mã số 24 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000, 250.000 bao phí vận chuyển luôn nha. Tiếp theo mã số 25, 25 là một cây phôi giấy Mỹ ghép hồng gân nha. Cây này có một cốt rất dễ thương quý cô chú ơi. Chiều cao của cây là được 87, tán ngang của cây là được 60, hoành của cây thì được 9 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 25 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300.000 đồng bao phí vận chuyển nha. Cây một thân một cốt ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 26, 26 là một cây phô giấy Mỹ ghép mini ha, ghép 3 màu nha quý cô chú. Này nó có dưa hấu, tím, bướm và trắng. Chiều cao của cây là được 50, tán ngang là được 43, hoành của cây là được 10. Rồi mã số 26 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000, 250.000 cho bao phí vận chuyển cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 27, để nguyên nó đi. Mã số 27 là một cây phôi giấy Mỹ riêng nha quý cô chú anh chị. Cây này thì dạng cây lớn ha, một cây tàn dù nha quý cô chú anh chị. Mình quý anh chơi, cô chú anh chị mình thích về ghép thì ghép, còn không ghép thì mình có thể là để nguyên thủy gì mình chơi cũng được nha. Đặt xích ra xíu rồi. Đặt miếng nó đi. Chiều cao của cây là được 3 mét nha quý cô chú anh chị. Chiều cao đó là được 3 mét. Cái tán ngang của nó là được 1m2 ha. Tán ngang hiện thời là được 1m2. Là chưa có ghép cho em cắt bứng lên thì phải cắt lại cho nó thúc lại ha. Hoành ở vị trí này là được 45 nha quý cô chú anh chị. Đo lên cái eo nhỏ trên này là được 36 nha. Cái cành của nó lên đây là cái thân nhỏ của nó là được 36. Củ của cây là được 73. Củ rất là đặc ha, một bệ củ rất là đặc nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 27 này là em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 5 triệu đồng bao phí vận chuyển nha. Cây đi thì ở xa em sẽ rút chậu bó bầu, ở miền Bắc thì em sẽ gửi xe cho mình nhận ngoài quốc lộ 1A giùm. Còn ở khu vực miền Nam của mình vòng vòng ở đây thì em gửi xe được thì em sẽ đi luôn cái chậu cho mình. 5 triệu đồng cho mã số 27. Cây mã số 27 này em cũng cuối clip hôm nay ha. Cho Nhung gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị xem clip và ủng hộ nhà vườn của Bích Nhung ha. Mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ạ.